Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Phước Sửu và Minh Nguyễn, hai anh em tụi mình sẽ phân tích cho quý anh chị lý do chọn lựa một căn biệt thự 15x20 gọi là biệt thự đơn lập của dự án Zygay Nhà Bè. Vâng, các anh chị thân mến, hiện tại nếu như mà thị trường phân khúc sản phẩm biệt thự đơn lập tại khu vực Nam Sài Gòn mà với vị trí mà rất là thuận tiện di chuyển về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt là sản phẩm bàn giao mới trên thị trường hiện nay, thì Zygay Nhà Bè với những cái sản phẩm biệt thự đơn lập 15x20, một diện tích vô cùng lớn, sẽ là một trong những cái lựa chọn hàng đầu của các anh chị khách hàng khi mà chúng ta có nhu cầu chuyển về sinh sống tại một khu đô thị mới Nam Sài Gòn hiện nay. Thì và hôm nay thì rất là vui khi mà được nghe anh Sửu sẽ có những cái chia sẻ về những ưu điểm và nhược điểm tại cái dự án cũng như là loại hình sản phẩm biệt thự đơn lập 15x20, bởi vì anh Sửu là một trong những người anh đã từng gắn bó với dự án này từ cái giai đoạn mà dự án mở bán được đầu tiên đến giai đoạn nhận nhà và chúng ta đang có mặt tại đây. Xin mời anh Sửu rất là vui khi mà mình là trong một trong những là mình người gọi là đi từ đầu với dự án và có giao dịch chuyển nhượng cũng khá nhiều anh chị đã là cư dân ở trong khu dân cư này. Thì cái dòng biệt thự 15x20 này thì được thiết kế dạng như là một biệt thự đơn lập á Ben Nguyễn. Yeah. Thì chủ đầu tư ở đây rất là tinh tế, bởi vì những cái căn biệt thự đơn lập như mọi người đang nhìn thấy thì thiết kế hai mặt tiền trước sau, và cái mặt tiền đây là mặt tiền sau á Ben Nguyễn ạ. Dạ, có hai mặt thoáng, hiện tại mình đang ở mặt sau đúng không anh Sửu? Chính xác. Nhưng mà cái mặt này á là nó có một cái điều đặc biệt là nhìn xuống sông. Theo như Phước Sửu đang bay Lycam thì mọi người thấy sông. Cái dãy biệt thự này nè, nó đang nhìn trực diện về bờ sông luôn. Trước mặt bờ sông mình là một cái công viên giác quan đa màu sắc và có khá nhiều cái sân dụng cụ tập thể dục nữa. Và cái căn biệt thự này được thiết kế là một trệt hai lầu và áp mái ở trên bên Nguyễn ha. Với căn biệt thự này chủ đầu tư thiết kế khá tinh tế bên Nguyễn, với cái tầng 1 thì được thiết kế giống như là thông tầng vậy đó. Nên nó là từ cái ở tầng trệt thì mình có một cái lối thông tầng ở trên, và nên là tầng 1 và tầng 2 thì nó được thiết kế thông nhau ở khu vực là ban công và khu vực là phòng khách. Nên là khi mà quý anh chị từ tầng 1 hoặc tầng 2 mà anh chị nhìn trực diện ra sông thì rất là dễ dàng luôn. Rất là đẹp luôn, tại khu vực ban công rất là thấy là ở ngoài nhìn vào chúng ta thấy là khu vực ban công ở mặt sau thì chủ đầu tư sẽ bố trí ở những khu vực tầng 2 nè và tầng 3 với khu vực ban công rất là rộng các anh chị, và cái tầm view như thế này với cái độ cao tầm view chúng ta sẽ nhìn trực diện tại khu vực công viên cảnh quan cũng như là view sông luôn thì rất là thoáng. Chính xác các bên Nguyễn một cách thiết kế rất đẹp, một cái gam màu ở đây gọi là bán cổ điển phong bên Nguyễn. Dạ đúng rồi, để kết hợp và vừa gọi là hiện đại và một chút và pha một chút cổ điển vào. Và với cái tông màu này thì rất là nhiều khách hàng đánh giá là một cái tông màu khá hợp lý và không bao giờ gọi là bị lỗi thời bên Nguyễn. Và ở đây chủ đầu tư thiết kế khá tinh tế, có nhiều công viên đa sắc màu, xuân hạ thu đông thì có khá nhiều màu hoa, và như bên Nguyễn thấy là mỗi mùa hoa thì sẽ có một sắc hoa khác nhau. Khá đẹp. Và cái căn biệt thự này nó có cái một cái tinh tế hơn nữa, đó là khi mà quý anh chị mà sở hữu cái căn này là chỉ là nhà thô thôi. Và bên trong là nhà thô, bên ngoài hoàn thiện, nhưng mà xung quanh là tất cả cái hệ cửa rất là nhiều đó bên Nguyễn. Nó khá thoáng luôn bên Nguyễn ạ. Hệ cửa kính rất là nhiều, bất kỳ phòng nào tầng nào cũng có cửa sổ hết. Và ngay cái toilet á, thì như bên Nguyễn thì thấy họ là cũng gần như cũng có gọi là ban công luôn. Khá đẹp, khá thoáng, một cái cách thiết kế khá hiện đại, giúp cho khách hàng ở đây khi mà nhận nhà đó bên Nguyễn thực sự hài lòng. Và cảm giác như nơi đây là một cái nơi gọi là đáng sống đó bên Nguyễn ạ. Các anh chị cũng được biết là đối với cái sản phẩm đơn lập mà bàn giao mới có một ưu điểm rất là lớn mà em rất là thích, đó là khi mà bàn giao mới thì sẽ là bàn giao thô, hoàn thiện mặt ngoài và thô bên trong, và đặc biệt là vì lý do là thô bên trong cho nên là gia chủ chúng ta có thể sẵn sàng thiết kế cái phần nội thất bên trong theo ý muốn của mình. Chính là xác. Em rất là thích. Cái thứ hai nữa là đối với cái mặt trước của dự án sẽ là khu vực đường chính rồi, mặt sau sẽ là khu vực công viên và cảnh quan sông rất là mát mẻ như thế này, thì nó có tạo nên một cái không gian yên tĩnh gần như là tuyệt đối đối với những anh chị khách hàng, đặc biệt là đối với những anh chị khách hàng mà chúng ta có cái tầm tài chính có thể sở hữu được những dạng biệt thự đơn lập như thế này, thì cái vấn đề về cảnh quan và về cái không gian sống được yên tĩnh là một điều em nghĩ là rất là tối ưu, và dự án này thật sự là đáp ứng được đối với tất cả các anh chị ạ. Đúng rồi,
với một mức giá khá hợp địa, hợp lý cho cái thời điểm này. Bởi vì là hiện tại đang dự án đang trong tiến độ là bàn giao nhà. Quý vị khi mà vào đây là bây giờ là anh chị có thể nhận nhà ngay là bên Nguyễn. Và một cái điều đặc biệt là trong vòng khoảng 6 tháng đến 1 năm thì chủ đầu tư sẽ làm cấp chủ quyền cho từng căn cho bên mình luôn. Dạ. Khá hợp lý. Giai đoạn này thì theo như anh Sử bật mí thì giai đoạn này là chúng ta có thể thương lượng được những cái sản phẩm chuyển nhượng với giá rất là tốt thông qua giỏ hàng mà anh Sử được cập nhật. Cái thứ hai nữa đó là vừa rồi thì theo như cập nhật giỏ hàng thì chúng ta đang có một cái sản phẩm biệt thự đơn lập 15x20 tại khu vực này với giá rất là tốt. Và các anh chị nếu như mà chúng ta có nhu cầu có thể liên hệ đến số hotline trên màn hình để được anh Phước Sửu trực tiếp tư vấn cái sản phẩm này đến với tất cả các anh chị khách hàng. Đúng rồi, Phước Sửu và bên Nguyễn với số hotline bên dưới thì sẽ cung cấp cho anh chị đầy đủ các thông tin và đồng thời cập nhật đến anh quý anh chị theo có một cái lịch mở bán mới của giai đoạn sắp tới ha. Dạ rồi, và bây giờ thì bên Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những video clip tiếp theo ạ.